Rồi hello mọi người nha. Thì hôm nay Sầu Ca sẽ giới thiệu mọi người một cái mẫu ná mới. Mẫu ná mới mà của Sầu Ca là thiết kế được vài tháng rồi nè, giờ mới ra mắt anh em. Thì mẫu ná này gọi là SK5 nghe nè. Thì giới thiệu sơ qua. Đây là con vịt của mình nuôi. Vịt này đi mình đi câu đó, mình nuôi đó đó. Thì nó theo mình tối ngày. Thì mẫu SK5 này nó gồm có 5 mảnh và phụ kiện thì có 5 thứ. Đó, anh em thấy phụ kiện gồm có 4 con ốc, một cái vít. Là 5. Còn mảnh của cái ná SK thì nó cũng 5 luôn nè. Cán, hai cánh chạc và hai má chạc. Thì lắp ráp cái cây này cũng khá là đơn giản nè. Thì Sầu Ca hướng dẫn anh em lắp ráp nha. Trước tiên thì anh em hay cầm cái cán như vậy. Đây, lấy cái cánh chạc đưa vào. Bên đây cũng vậy. Nên đưa vào. Nó có gảnh hết cho anh em, đó, anh em như vậy. Anh em cứ bóp gì là và anh em cứ bắt ốc vào. Nó rất là tiện nha anh em. Nhất tiện cho anh em bắn các loại chạc mà chỉ một cây ná nha. Đấy. Ốc vào nhẹ là dính. Sầu Ca đã thiết kế và mài vô ốc nó rất là hấp lệ và đẹp. Đấy. Đó. Nhìn thấy không? Vậy là xong. Còn anh em mà muốn bắn chạc á thì anh em sẽ nới ra ha. Anh em nới ra. Anh em muốn bắn chạc thì anh em nới ra. Còn anh em bắn chạc lợt thì anh em để một chạc đi yên gì. Một chạc đi yên gì và một chạc nới ra là anh em thành chạc lợt rồi nè. Còn anh em muốn bắn chạc bao nhiêu thì anh em nới ra nha. Nới ra và chỉnh sửa là xong. Đó. Anh em cứ siết lại là xong. Nới ra maximum là chạc này chạc 66 cộng 35 nới ra maximum là 10 nha. 10.5. Đấy. Sầu Ca thì bắn chạc 66. Đây. Vậy là xong. 66 là nhỏ nhất nghe nè. Thì theo mọi người thôi. Lắp ráp cái cây này cũng nói chung là cũng khá đơn giản nè. Đó. Đó. Thì cứ để dạt vô thôi. Vậy là lầm. À, Sầu Ca thích màu xanh lá cây. Màu xanh thì Sầu Ca lấy ốc màu xanh nha. Sầu Ca có 4-5 màu ốc rồi. Đó, vậy là xong. Và hiện tại thì cái SK5 này Sầu Ca đã cắt cái mẫu kẹp mới. Đây. Đây mẫu kẹp. Mẫu kẹp 1 ngàm này. Nó gọn hơn. Gà nó sẽ bắt thun hơn anh em. Chỉ cần nhín nhẹ là thun mình sẽ dính. Nó không có ruột nha anh em. Và nó sẽ cái chiều sâu từ kẹp xuống nó rất là cạn. Nó sẽ không hao dây của mình. Đấy, anh em siết vô. À, vậy là xong rồi. Nha. Nó khá đơn giản. Con vịt của Sầu Ca nó lật rồi. Đó. Đó. Vậy là hoàn thành cái SK nha anh em. Cái này bắn full cái lá chạc, full tất cả lá chạc luôn nha. Cái này là Sầu Ca chiên full nên cắt cái đầu nó hiện tại là đầu 16 nó rất là nhỏ nghe anh em. Đầu 16. Còn hiện tại thì Sầu Ca vẫn làm ra một mẫu kinh slim shot nha. Đây. Mẫu này thì đầu 19. Đấy, đầu 19 vớt đầu luôn. Đây anh em nhìn. Giờ Sầu Ca sẽ làm thêm đầu chặt cột nữa. Kẹp cột tròn và khoan lỗ cho anh em bắn dây tròn luôn. Rồi, để Sầu Ca lắp ráp cái cây này cho anh em coi. Thì cũng 4 con ốc. Một cây vít. Và hai ngóc khóa. Bắn ráp như thế này đây. Đưa vào. Đưa vào. Xong. Cái này hiện tại là chặt 7 nha nè. Cái này là chặt 7. Chặt 7 cộng 35. Đó. Thì anh em đưa hai ốc ngắn này vào. Con ốc này là ốc cũ nha nè. Thì qua mài có 1 cặp. Đấy. Cộng 35 nha. Đây. Rồi, vậy là ok rồi nè. Ôi, ngồi coi. Ngồi coi nè mọi người. Hèn gì thấy nó sai sai. Đây, em rút ra, đảo bề lại.
sao. Đây, đúng chiều nha, đúng chiều chữ. Thì anh em cũng hỏi là chạc 6 cộng 35 là gì, 7 cộng 35 là gì. Thì ví dụ như này là 7 cộng 35. Này sao ra chữ rửa nè. 7 cộng 35 cái này chạc 7 nè. Rồi mình có thể di chuyển ra được 35mm nữa, rồi là 7 cộng 35 nha anh em. Là thành 10, chạc 10 rưỡi đó. Đây, di chuyển ra được 35cm nữa. Từ đây đây 35cm nữa. Đó, đây là 7 cộng 35. Còn cái chạc kia là 6 cộng 35. Cái này là cái từ ngữ mới nên anh em không hiểu ha. Thường thường anh em hỏi chạc mấy thì mình sẽ nói là 7 cộng 35. Đó, thì anh em thích cái chạc, ví dụ như anh em bán chạc 75 á, thì anh em sẽ nói sầu ca là đặt hàng sầu ca là 75 cộng 35. Là sầu ca sẽ hiểu nha. Đó, vậy là xong. À, hiện tại thì sầu ca đang lắp ráp hai cái này là chuẩn bị đi Kiên Giang nha nè. Đi Kiên Giang bắn tôm hú với Kobe. Thì đem cái này về Kiên Giang mình test tôm hú nha. Đây. Thì test tôm hú chắc hai bữa nữa sẽ có clip bắn tôm hú cho anh em coi. Rồi xong. Vậy là xong nha nè. Đây là cái ná chạc 7 cộng 35 nha. Mẫu này mẫu lứt lượng đầu nha, 12 lượng 10. Cái này sầu cá chưa rửa nè. Lơ, đây sầu cá chùi nha. Đây, cầm rất là ôm tay. Này 7 đầu 19. Đấy, chạc 7 cộng 35 đầu 19. Còn cái này thì chặt 66 cộng 35 đầu 16. Cái này chim full nha, không dành cho anh em bắn tới mát, chim full. Đây, đây là hai mẫu. Cái này sầu ca xài rồi. Còn cái này là có anh kia anh cọc ở chuyển đi Hàn Quốc rồi. Và sầu ca sẽ lấy sát khí cái này. Rồi, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em ở clip S5 đi sang tôm hú nha. Bây giờ sầu ca sẽ chuẩn bị thùng bi và ná mình đi về Kiên Giang nha. Rồi trước khi đi bắt con vịt vô, chào anh em cái cây. Chào mọi người cái đi. Chào mọi người cái đi. Con vịt này vài bữa nó sầu ca sẽ câu đó. Giờ sầu ca nuôi đó, nuôi lớn chút xíu nữa sầu ca làm cái clip đi câu cho anh em coi nha. Đây, nó quấn chủ lắm đó. Rồi, hẹn anh em clip sau nha. Chào mọi người bên em. Rồi đi thôi.